chưa? Trên kia chưa? Sau đây sẽ là màn thả thính công an. Công an Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc, đoạn đường trên đây sẽ có cái biển hạn chế tốc độ 60 cắm một bên đây, biển đây quá 60 nhá. Em tôi đang phi lên sân 90 ạ. Để xem nào, hay bắn ở chỗ này. Yeah. Làm nhưng mà không biết có đớp thính không đây. Không nhào ra rồi. Và anh ấy không ra là anh cũng không đớp. Đây có hiện tượng lạ. À ra rồi. Ô yeah. Tuyệt vời. Và cái anh ấy đã được đớp thính. Đồng chí này chắc lại tí đấy. Hoặc là ok, chào các đồng chí. Rồi, hai đồng chí các bạn, các bạn. Hai lại gọi. Đồng chí cơ động. Sao em? Cũng nhớ anh à? Ủa, sao lại vẫy vào em làm gì? Sao vẫy em làm vào làm gì? Vâng, có cái vẫy mà các bác lại cho đi. À đúng à? Cứ ghê cứ quay đi. Thôi các bác cậu đi. Quay đi. Mày cứ quay đi. Cái có dễ người ta làm gì. Này ra đây nhắc nhở tao tắt lại đóng cửa vào tao đéo cho mượn đó. Quay đây. Xuống giao lưu tí này. Xuống ngồi uống nước trà tí. Đi chơi xe sau nữa. Ừ, chơi ra vào lòng đường gái 14 ở Quảng Ninh. Làm gì nhưng mà các bác bắt đây bắt xe sau gì? Xe sau. Nhưng mà bắt lỗi gì nhỉ? Tất cả các cái lỗi vi phạm liên quan trật tự an toàn giao thông trên tuyến. An toàn giao thông tuyến thì chỗ này nhiều có luật gì mà các bác không có gì mà bắt. Lỗi khung gương nhá, về xe máy khung gương chở hàng công không. Máy nhưng mà với ô tô mà làm gì? Đi được rồi. Các bác vậy xong các bạn đuổi đi đúng không?